mà thời gian lần thôi nhé em ơi, buồn chỉ cho duyên kiếp mau héo ta tay. Tháng năm dần trôi, thương cánh hoa lẻ loi, u buồn dần khắp trời, kiếp qua ta. Mà viết nên bài thơ dù rằng năm tháng dài, một lòng thương nhớ hoài, tình này không hề nhạt phai. Quyên à, anh Tài, anh làm em hết hồn à. Em làm gì ở đây? Con hẻm này ghê lắm, xì ke giật dọc dữ lắm. Em vô đây làm gì? Em đi tìm anh Vũ, anh hai em. Thần gái một mình, khu vực này lung tung lắm. Em về đi, đừng có vô trỏng. À, em kiếm Vũ chi vậy? Hôm nay nhờ anh giới thiệu, em đi thử tay nghề và nhận được việc làm rồi. Em còn mượn được tiền trước nữa. Em kiếm anh hai em để mà báo tin cho anh hay. Nhận việc thì hai chị em lo với nhau đi, cho nó hay làm chi. Nó hay nó về nó báo, gắt thêm chứ có ích lợi gì. Tại vì em muốn báo cho anh hay để anh mừng mà. Mừng? Nó mừng em có việc làm, em có tiền, để nó về nó chôm nó chĩa hả? Cái thằng... Em vác cái bệnh của Xuân Lan đã đủ hụt hơi rồi, còn phải gánh thêm cái bệnh ghiền gặm hút sách của nó nữa. Em lo làm sao nổi? Không nổi, nhưng mà ráng được tới đâu thì cũng phải ráng chứ anh. Nhà em cha mẹ chết hết, chỉ còn có ba anh chị em. Tụi em không biết thương nhau nữa, biểu ai mà thương mình được chứ anh. Thương nhau cũng một vừa hai phải, liệu cơm gấp mắm chứ. Bệnh lao của em Xuân Lan chưa đủ làm cho em đuối sức sao? Anh hai của em nó ghiền xì ke, mà em lo bao nhiêu cho đủ? Không đủ thì đúng, nhưng có thể lo cho anh đỡ ngặt được chứ anh. Hai bữa trước anh về nhà không có tiền, mà cũng không có gì cho ảnh vơ. Ảnh ghiền thiểu não trong tội nghiệp lắm anh à. Này em có mượn được một ít tiền, em tính gặp để mà gửi cho anh chút đỉnh, cho anh đỡ ngặt. Đỡ, đỡ hoài hả? Đỡ cho đến nỗi trong nhà em không còn vật gì đáng giá. Lo cho em Lan vì bệnh ngặt nghèo, đúng là điều phải làm, không nói làm chi. Con Vũ sức dài dai rộng, làm trai đứng giữa phong trần. Cha mẹ chết đi là anh trai trưởng thượng, không giúp được gì cho em lại phá tán hoang đàn. Em biết tại anh hai em lỡ mang cái bệnh ghiền, chớ không thì anh cũng biết thương em. Anh nói hễ lắm bệnh ghiền là không được. Ma túy nó sai, nó khiến là ngu muội hung tàn, chẳng biết thương ai, chỉ biết thương mình. Quyền hãy đi về đừng bận lòng lo. Quyền, anh nói thật đó, tình thương ai cũng có, nhưng phải biết đặt cho đúng chỗ. Em mà yếu đuối mềm lòng, chẳng những làm hại nó mà còn làm hại cho mình nữa. Anh Tài, đáng lẽ anh là người ơn của chị em. Anh nói thì em phải nghe. Ôi, ơn nghĩa gì? Anh nói là đạo nghĩa, chứ không phải anh nói vì nghĩ mình là người ơn đâu. Em đừng nghĩ vậy. Nghĩ cũng tội nghiệp ảnh lắm anh à.
lỡ nghe lời bạn bè sa chân vào nghiện ngập. Thế vậy chứ anh cũng biết xấu hổ lắm anh à. Biết mấy tháng nay có anh giúp đỡ, anh muốn về nhà, anh cũng canh không có anh mới về. Còn anh á thì bắt đầu từ tháng này em có việc làm rồi, anh cứ giữ tiền lương của anh đi để lo tương lai nữa, khỏi lo cho tụi em anh à. Quyền, em giận anh sao? Có phải anh nói động tới Vũ, anh hai của em không? Không, không có đâu. Em mang ơn anh không hết nữa mà, làm sao dám giận anh. Anh đừng có nói vậy. Vậy tại sao em từ chối lòng giúp đỡ của anh? Không phải là em từ chối, mà tại vì em có đi làm rồi, có tiền nữa, em không dám tham lam nhận của anh nữa. Quyền, anh xin em mà. Em còn nhớ xưa hai gia đình mình ở dưới quê rất thân thiết. Anh còn lớn hơn thằng Vũ, anh hai của em nữa kìa. Anh coi tụi em như là em của anh vậy. Hồi đó anh thường qua nhà em chơi, bồng ẩm, dẫn dắt bé Xuân Lan đi chơi. Rồi vì cơn gia biến, cha mẹ anh chết vì tai nạn, anh buồn nên anh bỏ đi xa. Mình xa nhau 10 năm rồi mới gặp lại, mình chung hoàn cảnh mồ côi. Anh nhớ lúc đó, khi mình phải xa nhau, em mới 12 còn Xuân Lan lên 8. Anh cũng buồn vì vừa khôn lớn lại sẵn mau phiêu bồng, anh đi mong nhờ sương gió để quên đau. Những cuộc sống hôm nay nghịch cảnh điêu linh, mong nhỏ cũng không tròn. Anh phải ép mình sống làm thân tài xế, gặp lại hai em anh mừng, vì cuộc đời mình còn có nghĩa chẳng thừa sinh. Gặp gỡ hai em chỉ để cho anh thêm nặng gánh gồng, chỉ tại em Xuân Lan lắm bệnh nhà giàu. Đúng vậy, tại tuổi em nghèo thành Xuân. Nhận tiền anh để cầm cứ than thu cho qua ngày. Quyền, em chớ nhiều lời tôi hơn, cho anh buồn không giúp được hai em. Phải ráng dũng dành nó chữa trị cho Xuân Lan. Anh còn mang nặng trong lòng món nợ với Xuân Lan. Anh nói cho
rõ là anh chẳng nợ nần gì. Quân tử thi ân lòng không cầu báo, hai chị em mới là người nặng nợ với ơn anh. Thôi, Xuân Lan ở nhà không ai chăm sóc, bỏ nó ở nhà một mình lâu quá không nên. Em về đi, để anh đi kiếm thằng Vũ rồi báo tin cho em hay ha. Dạ, vậy cũng được. Nhờ anh gặp ảnh báo giùm em một tiếng là em đã có chỗ làm rồi. Được rồi, em về đi. Dạ. Hay là thôi, em còn tính đi mua thuốc cho Xuân Lan à, hay là anh về nhà ghé thăm Xuân Lan trước giùm em. Em đi mua thuốc rồi em về sau ha. À, vậy cũng được. Nhớ về liền nghe. Dạ. Anh Tài mà anh gặp anh Hai Mịn á, anh chửi anh Hai là anh Hai xấu hổ, không có được. Với lại anh Hai Mịn mà thấy bóng anh Tài là không có cho anh Tài thấy mặt đâu. Thôi, để mình vô hẻm mình kiếm ảnh mới được. Mở mắt ra đi, tới đây an toàn rồi. Ăn cướp chạy hết rồi hả? May quá. Ý chết. Gì vậy? Sắp giải của tôi. Phải gói đồ này không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. May quá, may quá. Trời ơi, nếu không gặp ông giúp đỡ thì sắp giải may áo cưới của người ta mà mất đi thì chắc tôi chết chứ lấy tiền đâu mà đền cho người ta. Ông à, tôi xin cảm ơn ông, đa tạ ơn ông. Ý, đừng có lại cô ơi, tổn thọ chết á. Thời buổi này mà còn lại lục kỳ lắm. Chứ em nghèo quá, biết lấy gì mà tạ ơn ông. Ý trời ơi, tay ông chảy máu kìa. Bộ nãy bị đâm hả? Thì khổ quá à. Vì cứu em mà ông mới ra nông nổi này. Trời ơi, làm sao bây giờ? Đưa tay em băng cho. Được rồi, cô băng giùm tôi đi. Nhưng cô băng bằng cái gì? Không lẽ xé sắp giải này? Em có cái khăn tay này nè. Hả? Khăn em mới giặt sạch, không có sao đâu. Đừng cô ơi, uổng lắm cô ơi. Cô không tiếc sao? Chiếc khăn tay trắng nõn nà lại có thiêu hoa, chỉ nên để chứ mà băng vết thương á hả, thì tôi thấy thiệt uổng vô cùng. Cái ông này máu chảy ròng ròng á mà còn giỡn được, tiếc làm gì giống rằng khăn kia đẹp thiệt. Ông để em băng vết thương cho cái khăn tay em thiêu lại mấy hồi. Cô không tiếc phải không? Vậy thì cho tôi xin khăn tay đó. Còn vết thương này lấy gì mà băng bó? Thôi thôi, cứ một vết thương để rồi em cho cái khác. À, cô đã hứa với tôi nha, cô đừng có nuốt lời nghe không? Em nói thiệt, em không có nuốt lời đâu. Thôi, đưa tay đây, em băng cho. Mau lên đi, máu chảy kìa. Không sao đâu cô ơi, máu cũng đã ngừng chảy rồi. Máu ngừng chảy, nhưng đâu có ngừng nhiễm trùng đâu.
đừng có coi thường à nghe. Nghe lời em đi, lỡ mà có bệ gì á thì... Thì sao nè? À, không, vì ông cứu em, mà ông có bệ gì thì ân hận lắm. Nếu mà tôi có bệ gì thì cô có khóc không? Đã nói là ân hận, sao em không khóc được chứ? Nghĩa là... Nhưng mà không có sao đâu, chạy ngoài da một chút mà làm sao có chuyện gì được. Mà sợ là sợ vết thương ở trong đây đây nè. Thôi cô đừng có lo, giả lại nhà tôi cũng ở gần đây thôi, chút nữa về nhà tôi băng bó rồi khử trùng luôn mấy hồi. Nhà ông ở đâu mà gần? Ở ngã tư đằng kia cái kìa, chỗ tiệm Mai Đức Trân đó. Ủa, nói vậy ông ở tiệm Mai Đức Trân hả? Phải. Ông bà chủ tiệm Mai là ba má của tôi đó. Tôi tên là Trân. Còn... À, em tên Quyền. Ngày mai em cũng bắt đầu vào làm ở tiệm Mai Đức Trân của ba má ông đó. Vậy sao? Mai quá. Ông nói mai là mai làm sao? Mai cho ai? Mai cho tôi. Có gì đâu mà ông lại bảo mai cho ông. Là tại vì tôi sợ, tôi sợ mất. Món nợ khó đòi, có người vừa mới hứa mà tôi chẳng biết nhà. Thế thì nếu tôi muốn đòi nợ người ta, tôi phải làm sao? Chưa chi đã sợ con người ta quỵt nợ à? Vậy người đó là ai? Có thể nói em nghe. Biết rồi mà còn hỏi nữa. Em biết gì đâu. Nhịn khăn tay là biết. À, máu anh ngừng chảy thiệt rồi. Láp về nhà khử trùng, băng bó lại. Mai em đến ông đưa em giặt ha. Đó đó, chưa chi người ta muốn xù nợ tôi rồi. Cô thấy chưa? Em có thấy gì đâu. Ai muốn xù nợ ông đâu. Ờ, không phải, không phải người ta muốn xù nợ mà người ta không muốn cho tôi mắc nợ. Ai không cho ông mắc nợ? Cô. Ý. Ông đừng nói vậy. Ông có nợ gì em đâu. Thì chiếc khăn tay của cô đòi lại đó. Em mắc nợ ông đã cứu em, không biết làm sao em trả đây nè. Em có tiếc gì một chiếc khăn tay? Vậy là ý cô nói chiếc khăn tay này trả nợ tôi không đủ, phải không? Dạ. Vậy là tôi đòi thêm nữa cho đủ, cô chịu không? Ông đòi thêm bao nhiêu? Bất cứ chuyện gì em lo nổi, em cũng chịu hết á. Vậy hả? Tôi đòi à nha. Dạ. Điều thứ nhất á là cô bỏ tiếng ông mà gọi tôi bằng tiếng anh liền, chịu không? Anh hả? Ừ. Dạ được. Được ha. Điều thứ hai, anh đòi em phải cho anh đưa em về tới nhà. Em bước vào nhà an toàn anh mới về, được không? Đủ chưa? Chưa đủ đòi nữa đó. Hả? Sao? Nói. Dạ em không. Sao lại không? Không lẽ chuyện này em lo không nổi sao? Hay là anh đòi quá vốn? Em nói đi. Không. Anh, anh cứ đòi thêm đi. Em bằng lòng mà. Quyền ơi, trong cuộc sống nhân sinh có những giây phút gặp nhau mà trời đã khiến suy trở thành ngàn thu kỷ niệm. Và có những cô gái hàng di dẫu chưa hề biết phấn son trang đêm, nhưng nhan sắc hồn nhiên dễ làm đẫm nhụy khách phong lưu ngay phút giây gặp gỡ bụi đầu. Em nghèo khó thiếu ăn, làm sao có được dung nhan diễm lệ để mong cầu. Nhưng đôi mắt em long lanh diễm kiều mỹ lệ, và nét môi hồng rực rỡ thanh tân.
Tây thi xưa cũng là gái nghèo giặt lụa ở Trữ La thôn, cũng chẳng phân son như lộ lọ mi thanh một tu. Trong thoáng tình cờ chàng phạm lại phát hiện giai nhân, giữa ngõ Mài Châu trở thành khuynh thành nhan sắc. Anh ca ngợi em quá lời, sẽ làm em kiêu ngạo đó. Không, anh nói thật mà em. Nếu lời anh là thật, càng khiến lòng em thêm lo sợ. Vì vì xưa nay đã có câu: mê nhân tử cổ như danh tướng, bất nhân gian kiến bệt đầu. Càng nhan sắc càng điêu linh, tật đố hồng nhan cao quá giống cơ cầu. Tây thi xưa với nhan sắc nghiêng thành đổ nước, chẳng được sống trọn lòng chung thủy với tình yêu. Lìa xứ xa quê thân trong ngô triều, sống giữa gấm nhung với trùng trùng tai hòa. Ngoài mắt phải khoe tươi nhưng trong lòng héo rã, ôi biết mấy phong trần cho một kiếp giai nhân. Em à, hồi xưa nam tôn nữ ti là thế, chứ còn bây giờ... Bây giờ hả? Dòng đời trong đục xưa nay, nào biết? Đừng nói, đừng có nói thêm mặc cảm cao đầu lên. Tuy hàng di miệng em không hẹn, nào sợ miệng đời chê. Mồ côi còn phải nuôi em, tình riêng nào dám mơ màng. Lẽ sống riêng chung sẽ vẹn toàn. Anh ơi, từ thuở bé thơ với cảnh sống khó nghèo, cha mẹ đã dạy em hiểu rõ lẽ đời trí túc. Dẫu hoàn cảnh ra sao, phải biết đủ để cho đời ít nhục. Vậy mà hoàn cảnh cứ đẩy đưa em vào thử thách với những trái lòng tay biên. Có lúc em tưởng chừng như mình không gượng sống nổi trên mà thôi. Tâm sự của riêng em không thể nói trọn lời. Nhưng không lẽ vì em mà em sống chờ phai nhan sắc. Đời con gái đâu được mấy lần xuân lại tay lai. Anh sanh chốn giàu sang nhờ chút duyên may, đâu ai chọn được chỗ ra đời mà em mặc cảm. Những đời vốn lấy giàu nghèo mà cân đo khinh trọng. Cánh hoa dài hẹn quê sao được vào ngựa quyển khoe màu. Em đừng có nói như vậy. Nghe anh nói nè, con người sinh ra ở đời gặp nhau rồi cảm mến, yêu nhau là do hẹn nhau từ lâu lắm. Theo huyền thoại Hy Lạp thời xưa, thật xưa, xưa hơn thời cổ đại nữa, con người vốn sống chung một đôi dính lưng nhau. Do có tội với ông trời, trời rất đài chia xa. Quăng ra bốn phương trời, nhớ cuộc sinh thành xưa họ tìm nhau. Dù lặn lội chân trời góc biển cũng không nao, quyết tìm cho được một nửa xưa đã xa lìa. Để
trọn tình chung thân. Anh đừng đem chuyện mong lung huyền thoại để tự lừa dối một sự thật đau thương. Xưa nay cũng có chuyện vua lấy dân thường, đâu phải chuyện dối lừa mong lung. Cũng như anh đêm nay gặp em kỳ ngộ, tuy ngẫu nhiên mà cũng có hẹn hò. Không, nếu như anh chẳng phải nhà giàu, có lẽ em chẳng kính lòng Quế Phong. Quyền, lần này anh chỉ đòi xin em biết sự, cho anh tới nhà em thăm viếng kết thăm tình. Đến mến hẹn sáng đã định rồi, lẽ đâu gặp gỡ một lần thôi. Coi như nước chảy đôi dòng là sao đành đau nhớ để chia phôi. Quyền, em không, không. Quyền, Quyền, Quyền. Sao vậy? Anh lấy giùm em. Thuốc hết rồi hả? Trời ơi, bệnh vậy mà biết thuốc hết sao không mua sẵn? Hay là anh đưa em vô bệnh viện ha? Không, em đỡ rồi. Bệnh viện mà thấy em là họ lắc đầu luôn á. Sao lại lắc đầu? Tại họ quen mặt em rồi, họ biết em trị thí là miễn phí đó, ở đâu có ưa. Ưa không ưa gì, bệnh là phải vô. Anh đưa em đi ha. Thuốc còn chút đỉnh, em vé cũng vừa đủ rồi. Em đỡ rồi, anh đừng có lo. Em vậy mà không lo sao được? Em làm anh hết hồn luôn hả? Em bị xuyễn mà còn lao phổi nữa. Em khỏe rồi nè, mài thuốc cũng còn vừa đủ. Biết thuốc sắp hết, chị em nói lát về chị mua mà. Sao nay chị về trễ quá, không biết bữa nay chị có đi nhận việc có làm sao không mà chị về quá trễ vậy, không biết nữa. Không sao hết đó. Sao anh biết không sao? Thì em mới gặp nè. Anh gặp sao chỉ còn đi đâu vậy anh? Quyền đi kiếm thằng Vũ. Đi kiếm anh hai em chi vậy? Kiếm để báo tin là có việc làm rồi. Trời ơi, báo tin chi vậy? Anh hai em mà biết chị Quyền có việc làm á, anh về anh báo liên tu bất tận cho coi. Anh không phải ruột thịt mà còn thương em như vậy. Anh hai Vũ của em mà được như anh á. Vũ làm sao mà như anh được? Thằng Vũ là anh ruột của em mà. Còn anh không phải là anh của em sao? Nhưng anh không phải là anh ruột. Nhưng mà anh thương em còn hơn anh ruột em nữa. Cho nên em mới buồn, em mới tức. Nói thiệt nha, hồi nãy á, em lên cơn đau đâu phải một lần đầu đâu, nhiều lần lắm rồi. Có những lần lên cơn một mình á, như hồi nãy, em nghĩ em không thèm dùng thuốc là em có thể. Đừng nói nữa, có anh không để cho em đi được đâu. Tại sao em nghĩ chi chuyện không tốt như vậy chứ?
Nghĩ là nghĩ như vậy, chứ thà là trời bắt cho em chết, chứ em không thể tự bắt mình phải chết. Đau khổ chị em là tội em nặng vô cùng. Anh chị em trong nhà là phải thương nhau. Gặp lại nhau còn nợ nần nhau, em vẫn còn đủ sức mà đợi chờ anh được. Anh còn nhớ không quên lời em hứa từ tâm bé, nếu em chẳng may chắc là anh khổ đau và ân hận đơn. Lời em bé ngày xưa nhẹ như gió thoảng mây trôi, nhưng sao với anh lại nặng lòng như non thay. Bởi vậy một đời người có mấy giây phút trăm năm khắc cốt ghi tâm, dẫu mỗi cánh đời loài chim di trú. Hồi đó anh thường dắt hai bồng ẩm em dạo chơi, em nói gì với anh, em có nhớ không? Hả? Anh ơi, 10 năm trước, tới nay em mới vừa 18, thì lúc đó em chỉ còn là trẻ nhỏ nào biết nghĩ suy gì. Đâu có nhớ gì đâu. 10 năm gặp lại anh, em cũng thấy mừng vui. Kỷ niệm cũ hiện về là được anh chiều chuộng. Nhớ thì cũng có nhớ một thời con nít. Khi tuổi lớn bây giờ kỷ niệm cùng hồi đó em nhõng nhẽo đòi hỏi anh cả trăm chuyện à. Làm sao mà em nhớ nổi. Em không nhớ, để một mình anh nhớ được rồi. Anh cũng biết ba em chết khi em mới lên 3 tuổi. Sau khi anh đi rồi mấy năm sau, nhà em nghèo quá, má em cũng bồng bế anh chị em lên đây để tìm sống nuôi con. Má em ngày ngày gánh canh bún bán rong, rồi bươn chải chỉ vừa kịp anh chị em khôn lớn.
gặp nạn và lìa đời vì bọn du thủ đua xe. Bước đầu anh hai em cũng góp sức chống chèo, chưa tới một năm do bạn bè anh Dương nghiện ngập. Rồi tiếp đến trời hành khiến em lâm bệnh ngặt, khiến chị Quyền em phải lao đao lận đận một thân con. Nói lén gì chị đó Xuân Lan? À, chị Ba về. À, à đây là anh Trân, con trai ông bà chủ tiệm mai mà chị vô làm việc đó. Dạ, chào anh. Dạ, mời anh ngồi. Ủa, anh Tài, anh cũng có quen ở đây nữa hả? Ủa, mày nói chỉ có mình mày quen thôi hả? Anh Tài với anh Trân cũng quen nhau hả? Tụi tôi là anh em chú bác. Nó còn chú, tôi còn bác. Thôi, Quyền về tôi giao Xuân Lan lại cho Quyền đó. Hồi nãy... Quyền có mua thuốc cho em Lan chưa? Dạ có. Em biết thuốc của Xuân Lan gần hết, không có mua sao được. Hết rồi chứ gần gì. Thôi, tôi về à. Trân, mày ở lại chơi về sau nha. Trân à, mày đừng đem cái mã con nhà giàu mà làm khổ con gái người ta. Anh em là anh em, tao cũng không tha cho mày đâu. Ha. Anh Tài, chờ tôi chút coi. Xuân Lan. Dạ. Ngày nay em khỏe không? Chị có mua thuốc cho em nè. Cảm ơn chị Ba. Bữa nay nhà mình ở đây, nhờ không khí trong lành, mát mẻ, em khỏe lắm. Em nhìn cảnh vật này cũng đẹp lắm. Như vậy chắc là bệnh em đỡ nhiều chị Ba ha. Ừ. Chị cầu nguyện ba má phù hộ cho em mau hết bệnh. Bữa nay em khỏe thiệt hả em? Thiệt mà. Em gạt chị gì chi? Chị Ba coi nè, em dọn dẹp nhà cửa lắt nhắt cả ngày mà không có thấy mệt. Bữa nay chị Ba về trễ, chị khỏi lo. Em nấu cơm nấu canh và khổ cá xong xuôi, tất cả đã sẵn sàng. Em không lại cho nóng, em dọn cho chị Ba ăn nghe. Em nghỉ đi, để chị dọn, em bận rộn cả ngày rồi. Ăn thua gì, bữa nay em khỏe làm không biết mệt. Mới cần nghỉ ngơi đi làm việc cả ngày. Không có đâu em, bữa nay chị xin việc, lo chạy giấy tờ. Ngày mai chị mới vào làm chính thức ở tiệm mai luôn. Mới thất nghiệp, chị có việc làm, nghĩ mình mai thiệt. Một mình chị lo toan, tối mặt tối mày. Còn anh hai, anh cứ bỏ nhà đi mất biệt hoài à. Mỗi việc lớn nhỏ trong nhà anh bỏ mặc chị Ba lo. Thôi, đừng có trách anh hai nữa em à. Tại ba má mình chết sớm, anh hai buồn vì thiếu tình thương. Bộ chị không có thiếu tình thương sao? Ăn thua là lương tâm của con người hà. Ê, ăn trộm, ăn trộm, bắt người ta, ăn trộm, ăn trộm, ăn trộm. Bắt được rồi, bắt được rồi. Mày hả, mày chạy đâu cho khỏi. Vô đây, vô đây. Nè, giao cho chính quyền đi. Ăn trộm nè, ăn Quyền trộm ơi, nè. Lan ơi, tao nè. Chết cha, anh hai ăn trộm chị Ba ơi. À, anh Trân, đừng có đánh nữa, đừng có đánh nữa. Ảnh là anh Vũ, là anh hai của em. Hả? Thôi, ngồi xuống đây nói chuyện đi. Anh lầm. Tụi bay giỏi quá ha. Dắt trai về nhà cho nó đánh tao ha. Anh đừng có nói bậy. Anh ăn trộm đồng hồ của chị Ba, em thấy em la. Người ta nghe người ta bắt ăn trộm giúp tụi em mà. Cầm miệng mày đi, còn hồi lao. Phải, em biết, em biết là em hô lao, em làm khổ chị Ba, nhưng mà em không có ăn cắp ăn trộm như anh. Tao giả mày rớt răng hết bây giờ nè. Anh Vũ, tôi có chuyện đi ngang qua đây, nghe tiếng la ăn trộm, thấy anh nhảy giọt đi, tôi tính chận cái thằng ăn trộm lại thôi, đâu có dè anh. Mày không dè đập trúng thằng anh hai của ghệ mày phải không? Tao nói cho mày biết, thà đánh nhầm anh ruột còn dễ sống hơn là đụng nhầm anh hai của ghệ nghe mày. Chà, coi cũng đẹp trai được đến chứ. Thằng em mày biết không,
con Quyền, con Lan, hai đứa đều là em gái của tao. Thằng em mày chăm con nào? Con Quyền làm thợ may nhan sắc mặn mà. Thằng em mày muốn gì? Đừng quên câu Quyền quên thế phụ. Còn con nhỏ này nè, nó bệnh ho lao. Thấy kệ em, anh làm anh mà vô trách nhiệm. Anh Trân, anh hai em hư hỏng ăn no lo phá hoại à. Câm miệng mày đi. Mày đừng có đánh Xuân Lan. Em Lan đau, rủi lỡ tay rồi nguy tánh mạng. Anh hai, anh Trân với em chỉ mới coi nhau là bạn. Còn Xuân Lan, chuyện nhà mình em đừng có hổ. Em tức, ảnh hư hèn mà còn mắng chửi chị em ta. Tao thấy thằng em đây dường như nó si tình. Tao nói rõ cả nhà để em liệu với anh hai. Hai đứa nó thích ai nó cũng phải biết điều. Anh Vũ, anh trả cái đồng hồ rồi nói chuyện dễ hơn. Cái thằng đồng hồ của em gái tao, tao thấy nó để gần ở cửa sổ á, tao sợ nó hư hỏng bị người ta chôm, nên tao lấy tao cất giùm nó chứ làm gì dữ vậy mày. Xí, anh cất giùm mà không thấy là nó biến luôn hả? Nín mày. Xuân Lan, anh hai. Anh hai à, em còn có cái đồng hồ đó để canh giờ cho Xuân Lan uống thuốc. Canh giờ em đi làm, anh đưa lại cho em đi. Chị đừng có nói gì hết á. Chị thưa ảnh ăn trộm đi chị ba. Con vỏ hồ lao này xí soạn, tao đá mày học máu bây giờ. Nè nè, anh đưa lại cái đồng hồ cho Quyền đi. Tôi đưa cho anh 50 nè. Mày đưa hả? À, nhưng mà không được. Mày đưa thì phải 100,000. Trời ơi. Trời ơi, anh hai. Được rồi. Ít ra mới vậy chứ. Nè, đồng hồ nè. Chị ba. Thôi, hai chị em đừng có khóc nữa. Nghe anh nói nè, để bệnh của Xuân Lan, anh điều trị cho mạnh lành. Anh Trân ơi, em hết sức cảm ơn anh. Cứ mỗi ngày khốn nguy là anh tới giúp. Tiền mượn trước của em mua thuốc cho Lan gần hết rồi. Em hãy yên lòng đi, anh sẽ lo tiếp sức giúp em mà. Lan, chị ba, mình có nên vì lòng tự trọng mà từ chối không em? Nè, đừng có nói lòng tự trọng ở đây. Tại sao em có thể nói là từ chối với anh được chứ? Anh không cho phép, em hiểu chưa? Anh Trân, chị ba. Lan, chị ba, em cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Trân ơi, thằng Trân đâu rồi con? Dạ, con đây nè má. Má kêu con làm chi vậy má? Sao giờ này chưa đi? Đi ăn sáng uống cà phê, cần gì giờ giấc hả má? Chà, chưa đi, lóng ngóng ở nhà mà ăn mặc cũng chỉnh tề quá ha. Thì con cũng tính đi mà, tại vì hay con... là con đợi người đẹp tới, con coi mắt rồi con mới đi, phải không con? Người đẹp nào vậy má? Họ tới đây làm chi vậy? Chà chà, con làm bộ hay là con chưa biết thiệt vậy con? Bộ ba con chưa nói lại cho con nghe sao? Má, chứ ba con thấy mặt là từ hồi hôm tới giờ ông rạo rực không có ngủ được đó à nghe. Má nói gì con không hiểu vậy má? Bữa nay á, tiệm mai của mình có một cô gái khá xinh tới đây làm thơ. Má mới thử tay nghề hôm qua, khéo giỏi đẹp nhưng phải cái tuổi nghèo. Má nói bộ nghèo là cái tội hay sao? Chứ sao, cái nghèo mới là cái nặng tội. Đi đâu cũng bị canh chừng, sợ rằng bị chia bị chôm. Nghèo đúng là cái tội thấy không con? Phải, người ta hay đem lòng nghi kỵ. Con thấy người giàu sang cũng bất lương, đâu chỉ có người nghèo. Nghèo túng lỡ lầm còn khả dung, bởi do cảnh đời túng ngặt. Chứ còn giàu hả mà phạm tội gian manh, thì theo con phải xử lăng trì, cắt từng miếng thịt mà câu xấu cho xong á. Trời,
Sao bữa nay cậu con trai tôi binh vực nhà nghèo dữ vậy cả? Hay là có ý gì rồi? Nè, tôi cho cậu biết nha. Tôi đã lựa chọn cô Loan, con gái ông bà Phụng cho con đó. Nhà người ta giàu. Trân nè, con nhỏ má thấy nó cũng để ý thương con từ năm con học y khoa năm thứ năm. Chỗ người lớn, má đánh tiếng rồi đó. Ra trường làm đám cưới, đừng có lạng hoàng mà làm buồn lòng ba má nghe con. Trời ơi, má nói gì lạ vậy má? Ba má cho con ăn học, con phải ráng đỗ đạt làm vui lòng ba má rồi. Còn chuyện tình yêu là hạnh phúc riêng cả đời con, má cũng ép buộc con sao? Nếu mà đã hứa lời thì má ưng hay là ba ưng đi, chứ con chưa có yêu cô Loan gì hết á, sao con ưng cho được? Trời, mày ăn nói với tao vậy đó hả Trân? Tao không ngờ mà, không ngờ mày trả treo, trả cái ơn sanh dưỡng của tao với ba mày như vậy đó hả Trân? Thưa má, ơn sanh thành dưỡng dục của ba má nào có liên quan gì đến vợ con của con đâu. Sao nói vậy? Sao không liên quan? Cha mẹ nào sanh con ra, nuôi cho con khôn lớn mà không muốn cho con mình thành gia thất chứ? Muốn á thì ba má phải lo chứ con. Chuyện thành gia lập thất là chuyện quan hệ cả đời người, thế nào rồi con cũng phải có, đâu có ăn thua gì đến chuyện trả ơn sanh thành dưỡng dục. Nếu má muốn thì con bảo đảm trước sau gì con cũng có gia đình để báo hiếu ba má thôi. Nhưng mà ba má muốn con cưới con Loan, tại sao không chịu chứ? Tại vì con chưa yêu. Con gái người ta đẹp như vậy, giàu như vậy mà con chưa yêu. Con chưa yêu là làm sao? Nói mẹ nghe coi. Má nói như vậy thì con xin phép bữa nay con tranh luận với má một chút nha. Được, bữa nay má con mình cần phải bàn cãi cho ra lẽ. Con muốn tranh luận gì với má thì cứ nói đi. Con muốn nói cho rõ cái câu của má nói nè. Con gái người ta đẹp như vậy đó, phải không? Giàu như vậy á mà con chưa yêu. Chưa yêu là chưa yêu chứ làm sao? Má nói vậy đó. Con với con Loan hai nhà đã từng quen biết, nó có bụng yêu con, mà con lại, ơi ơi, con lại chưa yêu nó. Sao kỳ vậy? Đâu có gì kỳ đâu má. Con nói chưa yêu để nghe cho nhẹ lời, chứ thật tình con không yêu Loan được. Tại sao? Có lẽ là tại vì lòng con không giống má. Không yêu là không yêu, chứ con biết nói làm sao không vợ? Má khẳng định con phải có lý do. Xưa nay ai cũng nói là nam thanh sắc, còn nữ tham tài. Lẽ thường xưa nay không trao đổi khác. Xin má nhớ cho trong lẽ đời thường vẫn có điều ngoại lệ. Bất cứ đàn ông nào, dù cho người ấy là chồng má hay là con, má nhớ cho nè. Thường thì trái tim nằm bên ngực trái, cũng có người ngoại lệ bị lệch phải chớ sao không? Nói vậy con là ngoại lệ, không phải là đàn ông. Hồi má sanh con rõ ràng con đúng là con trai. Không lẽ con bóng sao lớn lên con không thèm cưới vợ? Con đâu có nói là con chẳng có vợ con đâu. Nhưng không phải chỉ vì bản năng người mới kết nhân duyên, phải có tình yêu mới giữ bền tình chồng nghĩa vợ. Nếu chẳng gặp người con yêu, con thề ở vậy trong đời, chứ không hao sắc theo thói thường của tất cả đàn ông. Trong vạn vật sanh linh con người
ngay cả việc gầy dựng giống nồi phải tuyệt vời, cao khiết thiêng liêng. Con biết nghĩ đến ý đời cao đẹp, má mừng. Mà má cũng lo. Má lo gì? Má lo cho con của má là mượn lời cao khiết để che đẩy cái bệnh của mình. Trời ơi, cái bệnh gì? Con bệnh gì bệnh đâu? Bệnh lấy. Bệnh bê đê. Chứ hồi đó má sanh con là con trai rõ ràng à. Rồi má nuôi dưỡng săn sóc con khôn lớn mà. Má ơi là má, má cứ lấy cái lý tưởng thường tình mà xét người khác. Nhưng mà thôi, con hứa với má, con sẽ yêu và nhất định con sẽ đòi ba má cưới vợ cho con đó. Ý con đó là ai vậy? Nó đẹp hơn cô Loan không con? Dĩ nhiên, đối với con nào phải đẹp hơn cô Loan rồi. Rồi gia cảnh nó ra làm sao? Cha mẹ còn hay mất, giàu hay nghèo? Con nói mẹ. Má ơi, cho con được phép không nói rõ tiêu chuẩn giàu nghèo của người con sẽ yêu. Trời ơi, người con sẽ yêu nghĩa là hiện giờ con cũng chưa yêu. Có thể là con hơi yêu yêu. Vậy là con đã có đối tượng, có đích ngắm rồi. Dạ. Con Loan đẹp vậy đó, giàu vậy đó. Má à, con không muốn tình yêu được định giá bởi giàu nghèo giai cấp. Con người từ khởi thủy sinh ra, ai cũng như ai. Thọ tinh quyết mẹ cha tạo thành mầm sông. Và khi chào đời ai cũng tu qua tiếng khóc đầu tiên của một con người. Đâu có ai khác hơn, chẳng khóc tu qua mà ngáo nghễ tươi cười. Rồi xã hội con người phân chia giai cấp, phân biệt giàu nghèo làm khổ nhau thôi. Giàu nghèo thực chất có gì vui? Có khi chưa chắc kẻ giàu là người đáng trọng. Con người có được tình yêu là trời ban ân sủng, sao đem giàu sang làm ô nhục ân tình. Tuổi trẻ đứa nào cũng vậy, cứ luôn thấy tình yêu là duy nhất. Nè, kinh nghiệm một đời ba má đã sống, lấy nhau mà khổ nghèo cực lắm con ơi. Lận đận lao đao tình yêu tưởng chừng chết khống, vừa gầy dựng nên là tuổi già đã đến, đâu còn gì hứng thú. Trong khổ đau nào cũng có hạnh phúc chứ má. Cha mẹ nào cũng muốn lo cho con hạnh phúc trọn đời. Bây giờ coi như có ăn có để rồi, ba má muốn rằng cuộc sống phải trọn vui, phải tránh cuộc đời xưa của mẹ cha. Má ơi, khi đã nói cuộc đời thì phải nếm đủ mùi mặn ngọt chua cay. Tuổi trẻ nào khi bước vào yếu cũng đều mù quáng, phải cho lý trí chen vô để bảo đảm cuộc tình. Phải duyên phải kiếp thì theo, đã yêu nào quán khó nghèo làm chi. Chữ nhân duyên thiên tài nhất thì giàu ăn khó chịu, lo gì mà lo. Má nói á, dù con yêu ai cũng phải cho má biết, để má lo cho con chứ. Má lo kiếm vợ giàu cho con hả? Đúng ạ. Con hỏi má nè, nhà mình bây giờ có thể gọi là giàu được chưa? Có thể. Thằng Trân nói vậy là đúng luật đó thím. Ê, luật gì mà đúng mày? Luật hút đẩy của 500 đó thím. Người ta nói tình yêu giống như 500, nó hít nhau dính dữ lắm. Nhưng mà phải đúng luật mới được. Hai cực 500, dương gặp dương là nó đẩy nhau, dương gặp âm
nó mới hút dính với nhau được. Bởi vậy chú thím nhà giàu, thằng trăng giàu mà nó gặp con vợ giàu nữa là đâu có đúng luật. Giàu gặp giàu nó đẩy nhau sao? Giàu phải lấy vợ nghèo nó mới dính nhau được. Thôi 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 mày, ai mượn mày, ai mượn mày tào lao sang cho chuyện nhà tao. Thôi lo chuẩn bị xe cho tao đi công chuyện chút lẹ. Dạ tuân lệnh thím, con đi làm phân sự. Còn Trân, con là con mà con cãi cha cãi mẹ là con bất hiếu, con biết không con? Con biết chứ, nhưng mà con nghĩ hoàn cảnh nhà mình con thấy báo hiếu không có nghĩa là con phải giết chết đời mình. Trời trời trời, cái thằng này, cha mẹ lo vợ giàu cho con mà con lại nói cha mẹ giết chết đời con là sao hả? Thưa má, đành rằng làm con nếu cần xả thân báo hiếu con cũng không tiếc, chứ gia cảnh nhà mình đâu có cần con phải bán thân báo hiếu đâu má. Má thấy đi, gia cảnh nhà mình như vậy đâu có cần phải... Mày nói với tao vậy đó hả Trân? Ông ơi là ông, trời ơi, ông ra đây, ông ra đây coi thằng con trai cưng của ông nó ăn nói trả treo với tôi nè. Ông ra đây coi nè, trời ơi. Gì vậy? Gì mà hai mẹ con la lối ôm sòm ngoài này vậy? Ông ra đây mà coi thằng con ông nè. Trời trời. Gì? Gì? Trời trời trời, làm gì mà hôm nay điệu dữ vậy cả? Nè, bộ định đi đâu hả? Bữa nay khỏe khoắn ở trong người, vui vẻ trong mình, cho nên ăn mặc tươm tất cho bà ngắm chút chơi không được sao? Phải không? Phải tôi ngắm hay ai ngắm? Ông coi chừng à, coi bộ ông tính lỏng rồi đó nha. Gì vậy? Gì lỏng? Ai làm gì mà nói lỏng này lỏng nọ? Thôi, tôi biết tẩy ông quá mà. Hôm qua thấy thằng nhỏ tới thử việc nè, coi bắt mắt, ông chép ở trong bụng. Bữa nay biết con nhỏ thợ tới làm việc, ông diễn kẽn để lấy tình cảm đầu tiên. Tôi đi guốc ở trong bụng ông mà. Con nhỏ nó chưa tới mà tôi thấy ông hen, mà dường như có thằng chân con ông nữa chứ. Nôn nao rạo rực dữ à nghe. Bà, sao bà đa nghi Tào Tháo? Cha con tôi Thôi ba nói mình ba đi. Mày sao bữa nay mày cũng diện nên má mày mới nói chứ bộ. Thì cha con tôi ngày nào trong lòng vui vẻ, muốn ăn mặc đàng hoàng một chút không được sao? Cái thu sống của tôi là phải ăn sang mặc đẹp, cuộc đời của tôi như vậy. Nếu cần nói ra sự thật, tuổi này tôi còn ráo rực, bà nên vui mừng mới được. Vì tôi mặc dù tuổi già mà tim tôi trẻ hoài chừng già. Già giấy là da dịch, thằng Trân còn dễ coi hơn. Già gì mà nghe gái chết mê, diễn kẽn lấy sức dâu thơm. Lúc này sao bà vô duyên? Không lẽ bà muốn tôi làm Trần Minh tả tơi như cây chuối hột mới được? Thằng Trân nó là con tôi cũng nên ăn mặc cho đẹp. Sắp làm bác sĩ nay mai, cao sang địa vị đâu phải là phu xe. Chị, tôi biết mà. Dạ thưa bà, con mới tới. Nè, ngày mai cô tới trễ một chút cũng không sao nghe. Thưa bà, dạ con còn 10 phút nữa mới tới 8 giờ. Có gì đâu, tôi có nói cô đi tới trễ một chút cũng không sao chứ có nói gì cô đâu. Dạ con tưởng bà rầy con tới trễ. Thưa ông, con mới tới. Bà muốn dành không cho cô thưa tôi, tôi biết mà. Nhưng mà cô là người có học, cô đâu có làm vậy ha. Thưa cậu, em mới tới. Quyền thưa ba má tôi là được rồi, khỏi thưa tôi làm chi. Thôi Quyền ở đây làm việc đi, tôi đi khám bệnh.
Cô Quyền biết không, thằng Trân là con trai duy nhất của vợ chồng tôi. Cô mới tới mà nó biết tên cô rồi hả? Thì hồi hôm con nghe ba má nói đó, cho nên con mới biết. Gì mà con cãi chối dữ vậy? Nó học bác sĩ, cuối năm nay nó ra trường rồi đó cô. Tụi tôi bàn tính coi nên mua nhà cho nó mở phòng mạch ở đây hay ra quận nhất, quận ba đây nữa. Vợ chồng tôi tính nó đậu bác sĩ xong là tụi tôi lo. Thôi con đi à nha. Thưa ba má con đi. Quyền à, cô làm việc đi nha. Đi nhớ về sớm nha con. Còn ông nè. Gì? Soạn mấy bộ đồ nỉ, đồ hàng cho cô Quyền mai đi. Đứng sấn sấn nó làm gì? Hổm rài thiếu thợ trễ hàng người ta 2-3 ngày rồi đó. Được rồi, bà muốn đi đâu thì đi, để đó tôi lo cho. Dường như là ông muốn tôi đi gấp hả ông? Bậy bà, đừng giỡn nhột. Thôi, bà vô sửa soạn lại chút đi. Sáng nào dậy là cũng ào ào. Cô Quyền nè, cô Quyền ở nhà coi tiệm nha. Tôi đi công chuyện lát tôi về hả? Dạ. Cô Quyền. Bà tôi tánh bà ào ào vậy chứ, bà tốt lắm cô Quyền à. Bà thì ào ào vậy chứ, ai khổ cái là bà không có bỏ. Cô Quyền, năm nay cô mấy tuổi vậy ha? Mà coi trẻ ghê vậy ha. Dạ con năm nay 22 tuổi. Tới 22 tuổi lận à? Vậy mà nhìn cô chừng 16 à. Có uống thuốc gì phải không? Mà trẻ đẹp với cô Quyền. Chỉ cho tôi uống với cho tôi trẻ cho kịp cho cô Quyền thử coi. Dạ con nghèo quá à, làm lụng tối ngày không có đủ ăn, đâu có dư tiền mà mua thuốc để tẩm bổ thưa ông. Vậy là cách sống nghèo của cô nó giúp cho cô trẻ đẹp đó. Vậy gia cảnh của cô ra sao? Cô sống cách nghèo thế nào? Xin cô vui lòng kể ra chỉ giúp cho tôi, để tôi học và rút kinh nghiệm để tôi trẻ giống như là cô vậy đó. Dạ thưa ông chủ, cha mẹ con chết sớm, bỏ lại trên đời còn lại ba anh em. Con có một anh trai lớn trong nhà và một em gái sau con. 2 năm nay nó mắc bệnh lao, một mình con lặng lội gian lao lo cho cuộc sống gia đình và lo than thuốc cho em mình. Con phải dậy sớm thức khuya. Như vậy kinh nghiệm tôi rút ra, thức khuya nè, dậy sớm cho nó trẻ hoài. Tối tôi sẽ thức tới 2 giờ, sáng 5 giờ tôi thức luôn. Ban ngày con làm việc ở tiệm mai, tối về con lãnh thêm đồ, may thêm để kiếm tiền mà trị bệnh cho em. Nhất định là tôi phải học may, biết đâu nhờ đạp máy nó trẻ hoài. Tôi có nhiều việc ban ngày, tối thì thức khuya tôi đạp máy. Ông giàu tôi chi cực thế, để được trẻ như cô. Càng ngày càng trẻ tôi mơ, một ngày nào cho xứng với cô. Xin lỗi, ông đừng có nói chơi như vậy. Bà mà nghe được, khó cho ông mà khổ cho con. Không, tôi không có nói giỡn nói chơi đâu à. Tôi nói thiệt đó chứ Quyền ơi. Thấy em trẻ đẹp, lòng anh xao xuyến.
mong sao được trẻ đẹp để xứng cùng em ngao du sơn thủy. Ông chủ lớn tuổi mà vui quá à. Tuổi ông chủ tuy đáng cha đáng chúa của con, mà tánh tình ông chủ không có đạo mạo. Vậy là ông chủ trẻ rồi. Hơn nữa ông chủ có anh Trân là con trai thì cũng là như ông chủ trẻ lại vậy. Đâu có như được em. Thằng Trân nó là thằng Trân, còn quá là quá chứ. Nó là con, quá là cha mà. Em Quyền ơi, con xin ông đừng có gọi như vậy. Tội chết. Sao em lại xưng với anh như vậy? Tình yêu đâu có phân tuổi tác địa vị ha. Em đừng có ngại cái tuổi anh già. Tuổi anh tuy có hơi cứng, nhưng mà tâm hồn anh nó còn rất mềm. Rất trẻ. Nè em coi qua trẻ nè. Chú ơi bả về. Bả về đỡ tao. Không có ai để mình núp vô cánh cửa mình hù ảnh chơi. Hú bà Hồng chín chía về ăn cơm với cá. Trời ơi, em làm gì vậy? Chết cha, không phải anh Trân. Anh Tài tới chơi hả? Đây, hôm nay mừng sinh nhật em, tặng em. Chúc em hạnh phúc và mau hết bệnh. Dạ, em cảm ơn anh. 10 năm xa vắng mà anh vẫn nhớ ngày sinh nhật của em hả? Nhớ chứ sao không. Anh ghi trong đầu anh rồi. Em mở ra coi đi. Dạ. À, con búp bê biết ngủ biết thức. Nó còn biết khóc nữa đó. Em nhớ 10 năm trước anh cũng tặng cho em con búp bê. Rồi cái em ẩm đó, em ru và... Vậy em nhớ rồi chứ gì. Hồi đó Chứ bây giờ em không còn thích búp bê nữa. Phải chi sinh nhật em, anh tặng em một cành hồng, em sẽ thích hơn. Vậy à? Vậy là em đã thay đổi. Không phải em thay đổi, mà tại thời gian thay đổi. Giờ thì em đã lớn rồi chứ bộ. Hồi anh đi, lúc đó em nhớ chắc chắn không sai. Lúc đó em vừa lên 8, còn anh ấy dường như 18. Đúng rồi, em nhớ không sai. Vậy là em khó quên rồi. Với mười mấy năm trời lũ lạc tha phương, sao mà anh vẫn chẳng vợ con. Thường thì những chàng trai lang bạc sống giang hồ, không ít những yêu đương sống dài trên khắp nẻo đường. Có thể có nhiều mà không yêu, vì trong tim anh lỡ yêu một người, cho tới bây giờ anh vẫn chưa quên.
Anh năm nay 28 rồi, chứ ít ỏi gì sao? Người ấy là ai? Ở đâu? Người ta có yêu anh hay làm lơ với anh? Anh nói đi, coi em có quen không? Em rất quen thân. Y chà, không lẽ chị ba em? Coi chừng đụng hàng. Anh Trân với chị ba em coi mồi. Không phải Quyền đâu. Ủa, vậy chứ ai? Mà thôi, anh không chịu nói thì thôi. Nhưng anh nói em nghe, anh làm tài xế cho chú bao lâu rồi? 10 năm phiêu lãng. Anh làm tất cả mọi việc để kiếm sống. Anh có về quê tìm lại chị em, rồi không biết dọn nhà đi đâu. Mệt mỏi anh mới chịu về làm cho chú thím anh gần 1 năm nay rồi. Cũng may, nhờ mệt mỏi mà anh mới gặp lại chị em mấy tháng nay. Âu cũng là định mệnh. Để cho anh đem trọn tình thương mến che chở cuộc đời ai trong nắng lửa mưa dầu. Đời lắm khổ đau, mình phải tựa nương nhau chia cái đắng thương sâu. Lời của anh hôm nay nhiều tha thiết, như có một ân tình mà chưa tiện nói ra. Anh muốn từ trong cay đắng xót xa tìm giúp em ngọt ngào duyên đôi lứa. Nhưng hiện giờ em đâu có tình yêu, vất vả trăm chiều biết tìm đâu hạnh phúc. Ai cũng có quyền yêu, và khi đã yêu thì sẽ ước mơ nhiều. Anh ước trọn đời mình chớ quên nhau. Từ buổi anh đi lìa xứ xa quê, chị em dẫu còn thơ ấu, nhưng trải 10 năm qua, lòng riêng của em không hề quên anh được bao giờ. Anh ra đi mang theo một tình yêu kỳ lạ dai khờ, lòng thầm nguyện 10 năm anh trở lại, cứ sợ tình mình phai nhạt bởi gió sương. Nhưng không thể sao quên, cắt cốt ghi tâm, chiếu nặng một tâm tình. 10 năm xa xứ với 10 năm gắn nhớ đeo thương. Biết nói gì đây, thiên hạ vạn trăm người, sao lòng mình chỉ thương nhớ một người thôi. Nghe anh nói chuyện tình yêu của anh mà em lo sợ. Em thầm gian giái cho đừng xảy ra cảnh huynh đệ tương tàn. Cái gì mà huynh đệ tương tàn? Thì anh với anh Trân đó. Em Lan, em nói gì mà có anh Trân trong đó vậy hả? Thôi, anh Trân với chị ba em về, em không có nói nữa. Em không nói thì anh cũng đi. Xin tổng chào. Chị ba với anh Trân bộ có hẹn nhau sao mà về lượt vậy? Chị đi lấy cái bánh sinh nhật đặt cho em, rồi về gặp anh Trân ở ngoài đầu đường này nè. Vậy không hẹn mà cũng gặp ha, hên quá. Anh Trân tới thăm chị ba em cũng vừa đúng lúc chị ba em về tới á. Em Lan, bộ em nói anh tới đây để thăm Quyền thôi sao? Anh còn đến đây thăm bệnh của em nữa làm chi? Tại bữa nay anh đến thăm bệnh, chích và cho thuốc em hồi sáng rồi. Ủa, con búp bê của ai đẹp quá vậy ta? Dạ, của anh Tài mới tặng sinh nhật em đó. À,
Quyền, sao bữa nay sinh nhật của Lan mà em không cho anh biết vậy? Thành ra anh tới đây không có mua gì hết á. Kỳ ghê vậy đó. Lan, anh xin lỗi nha. Vậy em cho anh thiếu, chiều nay anh lại đến nữa rồi anh tặng quà cho em nha. Anh đã cho em cả cuộc sống rồi còn gì. Anh thấy con búp bê nè, anh nhớ anh Tài đó. Trong phòng riêng của ảnh, ảnh đóng một cái kệ hả, sắp một hàng con búp bê vậy đó, từ nhỏ tới lớn nè. Không lẽ ảnh lấy một con tặng em? Không phải đâu, anh nhớ rõ mà, con thứ 9 nhỏ hơn con này. Trên mỗi con búp bê của ảnh cũng có ghi ngày tháng năm sanh, hay là gì, nhưng mà anh nhớ không có rõ. Hay là mà đúng là không có phải cái con này. Hình như cái con này ổng mới mua hay sao đây nè. Chính con búp bê với con này nữa là 10. Ủa, không lẽ trùng hợp vậy? Lan, anh Trân tới chơi, em muốn mời anh Trân ngồi rót nước anh uống. Lẩm bẩm gì vậy? Ê, dạ em quên. Dạ em mời anh Trân ngồi. Em mời anh Trân uống nước. Cảm ơn em. Sao, hôm nay chích thuốc và uống thuốc của anh cho, em thấy thế nào hả? Dạ, em thấy khỏe lắm anh ơi. Mấy đêm nay em ngủ ngon ghê lắm, bớt ho nhiều, đánh giấc luôn tới sáng á. Vậy là anh chị cũng mát tay, cảnh ở đây không khí trong lành. Hy vọng là bệnh em sẽ mau lành hơn. Chị em rất cảm ơn anh. Anh chưa ra trường mà anh chữa trị, em Lan là người bệnh đầu tiên. Cứ thuốc men đầy đủ và thanh thản tinh thần, anh bảo đảm là chừng 6-8 tháng thôi. Thiệt ơn anh, em không biết nói năng gì. Phải chỉ anh là anh ruột của em. Anh vẫn muốn làm anh, nhưng chỉ làm anh rể, cũng đâu khác ruột rà có gì đáng kể. Quyền và Lan đừng ngại ngùng chi, anh muốn phải chăm lo săn sóc tận tình. Nếu sau này anh trị lành bệnh cho em Lan thì sao? Hãy em nói cho. Thì chị ba em sẽ vui duyên phần với cái người mà chị em nặng nghĩa ân. Lan, bữa nay ai lột lưỡi em hồi nào mà cái miệng em dẻo đeo à? Em nói thiệt nha, em muốn nói chuyện này nè. Chị ba đừng giận em nghe. Thôi, nói cái gì? Em tới giờ uống thuốc rồi đó. Chưa mà. Em canh giờ, em lo bệnh của em. Chị ba đừng có lo. Vậy em muốn nói gì với chị ba em thì nói cho rõ đi. Chị ba, em nói chị đừng giận em nghe. Em nói đi, chị thương em không hết sao giận em chứ. Nè, bệnh của em hy vọng không là bệnh lao đa kháng thuốc. Mình trị bệnh lao trước, còn bệnh xiển nhớ phải có sẵn thuốc túc trực. Vì xiển là bệnh viêm phế quản mãn tính. Thôi, hai chị em nói chuyện đi. Anh về nha. Anh về nha. Không, anh phải ở lại đây chứ. Chuyện em muốn nói phải có anh nghe mới được à. Nhưng mà không biết chị Quyền của em có chịu cho anh nghe không. Em biết ý nó muốn nói gì đâu mà chịu với không chịu. Hơn nữa, đối với anh, chị em của em đâu có gì giấu anh đâu. Chị ba nói đúng á. Vậy anh Trân, anh ngồi đây đàng hoàng đi. Chị ba, chị cũng ngồi đây đàng hoàng nữa nghe. Khéo phải đặt à. Em nói à nghe. Nói đi. Chị ba, anh Trân, này em đã 18 tuổi. Đối với anh chị, dù sao em cũng còn thơ dại. Ý, mà em nói ra có ý gì không phải, cũng xin anh chị vui lòng tha thứ. Lan, nhưng tự lòng em nghĩ, đây là ý tình của riêng em.
ước mong tha thiết nhất. Trước khi em nói, xin anh chỉ cho em lại mỗi người một lại để gọi là đáp tạ những ân tình. Lan, em đừng có làm như vậy mà. Vì gánh nặng anh em mà chỉ quên hết cuộc đời mình. Anh hai em dưng lấy bệnh ma thời đại, còn em thì lâm cơn bệnh hiểm nguy. Nay nhờ anh Trân chữa trị hy vọng lóe lên, em muốn nói với chị ba, em muốn nói với chị ba lời tâm khuyên. Chị có thể nghĩ tới đời mình lo chén dung hạnh phúc, đừng cứ hy sinh mà bỏ trôi mùa xuân trăm tuổi. Lan, mình là chị là chuyện bình thường. Anh Trân, chị ba em một đời hy sinh tận tụy, quên sống cho mình vì người khác hy sinh. Nếu anh thật già sẽ ân hận vô cùng. Em thấy chị ba em cũng yêu anh rất thật lòng. Không, em đừng nói vậy. Sao em vọng tưởng chuyện lương duyên khi chị với anh Trân chia biệt hèn sang ngàn trùng xa. Anh Trân Quyền, anh Trân ơi, Trân ơi, trên chiếc giường ngà đâu ai trải manh chiêu rách và đũa móc, làm sao trèo được mâm son mà về cuộc tương phùng. Cuộc tương phùng xưa nay tiếng nói trái tim thốt lời hòa điệu, thì giai cấp sang hèn đều phải chịu thua thôi. Đừng an ủi nhau bằng lời hứa đầu mối khi xã hội còn trùng trùng giai cấp. Yêu anh chỉ để đời em chịu nhiều đắng cay tủi nhục, nhìn tấm thân bé mòn mà em lo sợ vô cùng. Quyền, anh xin thề thật lòng, anh kính trọng quý yêu em và không hề câu nể chuyện hèn sang. Thành ngay cuộc hôn nhân. Chị ba, anh Trân nói chị nghĩ sao? Giảng tả tình anh, nếu chẳng yêu nhau anh đâu giúp đỡ tận tình. Mỗi lúc gian thần hổ mang đã quen, nếu mất anh rồi
chị em mình khổ biết bao nhiêu. Quyền ơi, từ buổi sơ ngộ gặp nhau, rung động đầu tiên chính là nghĩa ân sâu sắc. Nhưng ngày tháng quen nhau, tình càng thâm sâu, cảm thông son sắc. Em là cô gái ngoan hiền chính trực, tuy nghèo nhưng quả cảm, đứng trên đầu gió vững chân, chịu đựng giữa cơn bão tố phong trần. Như một loài hoa quang dại nhưng hương rực rỡ trăm phần, không một lời tự hào, ngông nghênh cao ngạo, em vẫn cứ âm thầm ngạo nghễ hy sinh. Xin được cùng em một lần bày tỏ tâm tình, từ tình ban đầu nay tình yêu đã chín. Hãy nói thật lòng đừng băn khoăn suy tính, lời em nói ra tạo niềm vui cho cả ba người. Chị ba nói vậy em hiểu bụng chị rồi. Chị ba, anh Trân muốn nghe chị nói kìa. Chị nói đi. Nói cái gì bây giờ? Anh muốn nghe em nói thật, lòng của em đối với anh như thế nào? Anh em, anh Trân, chị em mặc cảm, nhưng chị em đã nói anh đã đến như vị thần hộ mạng. Nếu vắng anh chị em sẽ buồn hơn những ngày tháng trước kia cô quạnh ở trong đời. Chị em nói vậy tại anh muốn ép chị em nói thêm cho rõ ý, nhưng chị mắc cỡ. À, hay là có mặt kẻ thứ ba. Anh Trân, chị ba, bây giờ em đứng đây chỉ để cản mũi kỳ đà. Em mong anh chị hãy bày tỏ ý tình sâu đậm. Em thấy em dư, em vào trong, em vui lắm. Anh Trân, anh làm cổ chị em hận anh tới vô cùng. Thôi, xin chào nghe. Em Quyền, mai đi Sài Gòn học rồi. Anh mong em thốt ra cho anh nghe 4 chữ thôi. 4 chữ gì? 4 chữ em cũng yêu anh. Em nói đi. Nói đi. Sao cứ nín thinh hoài vậy? Đi. 4 chữ đó em nói nhiều lần rồi mà. Ủa, em nói hồi nào anh chưa nghe? Phải nghe bằng trái tim chứ không phải nghe bằng tai. Anh hiểu chưa? Đúng, anh nghe rồi, anh hiểu rồi. Quyền em. Anh Trân. Bà, mưa lớn quá, mở cửa cho con đi bà ơi. Bà ơi, bà. Trời ơi, giờ này mà ai gọi cửa ôm xòm vậy kìa. À, cô Quyền. Trời ơi, trời mưa mà người đẹp ơi. Đã nghe, đã nghe. À, cô Quyền, cô Quyền vô đây cô Quyền. Trời đất ơi, ướt hết trơn hết rồi, tội nghiệp không? Để tôi lấy khăn cho cô Quyền lau nha. Dạ, cảm ơn ông. Thưa ông, bà chủ đâu? Em hỏi bà chủ chi vậy? Thôi kể bá mà. Dạ, thưa ông chủ, hồi chiều bà có giao cho con sắp hàng mai áo cưới. Bà biểu con ráng mai trong đêm nay cho xong để sáng giao cho người ta. Nhưng con về á, con coi lại á, thì thấy bà quên giao sổ ghi ni tất cho con, nên con chạy lại đây xin lấy đem về.
ngoài trời mưa to, con cứ ở đây về gấp chi? Dạ con sợ bà về rủi bà bắt gặp con mang tiếng. Dạ dạ không có hiền. Cô đừng có lo, bà đã đi xa, sáng mai thằng Đấng nhận bằng tốt nghiệp, nên chiều bà rủ bà Phụng đi chơi để sáng bà giữ luôn. Bây giờ nhà này chỉ có Hoa với em thôi à, mình vô ngồi xa lông rồi uống nước nói chuyện chơi. Dạ em con đang bệnh, bỏ nhà lâu không có được. Nhưng mà trời mưa rất to, mưa gào sấm dội, em con nó sợ. Thì muốn về cũng phải đợi hết mưa rồi mới về chứ. Đi đi. Ông ơi, ông đừng có nắm tay con. Con lấy cái cuốn sổ rồi con về. Trời mưa, không cho về. Mưa lớn lắm, em mà mắc cái đám mưa này là em bệnh chết rồi. Để anh hy sinh, anh cảm, anh cảm cho em. Ông xin ông nói chuyện đứng đắn hơn giùm cho. Gì vậy Quyền, em nói gì kỳ vậy? Em nghe sao mà cho là Hoa nói chuyện không có đứng đắn chứ? Quyền, Hoa nói thiệt lòng, Hoa là em đẹp lắm. Đẹp cho đến nỗi ông trời ông cũng cảm, nên ông mới mưa to gió lớn vậy đó. Em thấy thiệt, ông bà xưa của mình nói không có ra cái chỗ nào hết trơn hết rồi. Ê, vũ vô kim tòa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân. Em ơi, ông chủ đừng quên tư cách một người lớn tuổi. Lớn đâu mà lớn, Hoa mới có năm mấy, lớn gì em. Tuổi này mới đúng là tuổi hồi xuân. Em có đọc sách báo, chắc em cũng thấy nhiều ông già 80-90 tuổi rồi, thậm chí cả 100 tuổi mà vẫn còn cưới được vợ trẻ đó, em không thấy hả? Họ là dân tộc khác, không phải là Việt Nam. Họ làm gì thì kệ họ. Còn ông là cha của anh Trân, ông nên có liêm sĩ để cho con còn kính nể bậc cha chú với chứ. Cha chú gì? Bộ cha chú rồi không biết ăn cơm sao? Bộ cha chú là có màu trắng rồi không có màu đỏ. Nói thiệt với em nghe Quyền, chừng nào mà em lấy con dao mà em cắt tay Hoa mà máu trắng của Hoa nó chảy ra là Hoa mới chịu buông. Quyền ơi, Quyền. Ông... Ê, tối nay mưa to gió lớn, ê, đừng có về rồi, ở đây với Hoa nghe. Ông mở cửa, mở cửa cho tôi về, không thôi tôi la. Không cho về, không cho, la đi. Trời mưa to gió lớn về, em có la bể không có ai nghe đâu. Trời ơi, la đi. Quyền, Quyền, cướp, cướp hả? Ăn cướp. Tài, mày đó hả Tài? Sao mày đánh tao? Sau khi không chú ôm cô Quyền cho cô la vậy? Con tưởng ăn cướp, con mới bực. Ai dè chú làm còn hơn ăn cướp nữa. Cướp ông nội mày. Mày làm tao mém gãy mấy cái răng rồi nè, mày thấy không? Mày đưa bả đi Sài Gòn rồi sao mày về đây? Hả? Rồi bả có về không? Dạ, con đưa thím đi qua nhà, tưởng rước ông bà Phụng thôi. Ai mà về à? Về bà nội mày. Về sao? Thì ai về à? Không phải chỉ ông bà Phụng đi thôi, mà còn cô Loan nữa nè, cậu Hùng nè, bà Vú, người giúp việc, cả nhà ai cũng đòi đi. Xe chật đâu có đủ chỗ, ông bà Phụng mới bàn đi thuê xe 12 chỗ mới đủ đi. Có máy lạnh nữa. Vậy hả? Vậy là mày không có chở thím mày đi sao? Thì thím đi chung xe cho vui, vậy cho nên con mới về đây để bắt. Bắt gì? Hả? Bắt gì? Dạ bắt dế. Bắt dế. Dế đâu đây mày bắt mày? Hả? Thằng khốn nạn, mày hổn hả mày? Hổn gì đâu chú, con đâu có làm gì hổn ai đâu. Ai làm hổn chứ đâu phải con. Gì? Tao làm vậy mà mày cho là làm hổn sao được mày? Nó nhỏ tuổi hơn tao mà.
cũng hổn nữa. Chú đừng chối, chừng nào người ta chịu chú mới không hổn. Cái này người ta không chịu mà Ê, hổn cũng có nhiều cách nghe mày. Tao tính làm hổn mà mày về kiểu này, vậy là mày về hổn, mày biết chưa? Như vậy là đủ tội để tao đuổi mày rồi. Chú là chủ, muốn đuổi thì cứ tự nhiên. Nhưng con chỉ xin một yêu cầu, là con phải đợi thiếp về con mới đi. Đợi bà về làm chi? Để con giả từ già mét chuyện nãy giờ. Ê, nãy giờ tao có làm gì đâu. Mày đừng có hâm tao, không có ích gì. Còn chó chết, tao làm gì đâu mà mày mét hả? Chó chết mét chó sống lô thôi. Thấy gì con cứ mét y vậy thôi. Chú có làm không gặp thiếp chú lo trả lời. Thằng mày, mày đem xe vô nhà đàng hoàng chưa? Dạ, đàng hoàng rồi mới mét được người không đàng hoàng chứ. Đồ cái. Thôi, mày về đi. Chứ ở đây làm chi nữa? Mặc dù chú cũng biết rồi, con cũng phải nói để sau này chú không có cớ để trớ. Chú à, dĩa mứt gần đó là của thằng Tranh con của chú đó. Trời ơi, may là con về kịp. Không á, xấu hổ, cha con chết chung một lỗ đó. Chào chú. Ê, Tài, cái thằng trời đánh. Xuân Lan, Quyền đâu? Anh hai về đó hả? Anh hỏi chị ba làm chi vậy? Tao xin nó chút ít đỡ ngặt coi. Chị ba ra tiệm mai chưa có về? Giờ này mà con ra tiệm chi vậy không biết? Nhà mình nghèo, chị ba phải lo chạy tầng chạy sở mới đủ ăn. Anh hai có lo gì được đâu mà anh hai cằn nhằn. Im đi mày. Em nói vậy không phải sao? Mà anh hai biểu em im. Mày nói có thể là phải với mày, chứ không phải với tao. Bởi mày là em tao. Thì em là em mới nói như vậy. Mày xét lại coi, mày cũng như tao thôi. Mày cũng là người đang ăn bám. Nhưng em biết thân, đâu có phá chị ba. Tiền thuốc mày tốn cũng quá cha. Chỉ con Quyền nói tao còn nhìn. Mặc dù nó cũng là em tao, nhưng bởi vì nó làm ra tiền nó lo mọi việc. Thì em muốn nói chị ba khổ lắm, phải lắm gian nan mới kiếm được đồng tiền. Anh hai muốn gặp chị ba thì ráng đợi chị ba về. Sao anh hai lại cứ cằn nhằn? Tao cằn nhằn là tại vì tao tức, biết không? Tao muốn gặp nó ngay lập tức liền bây giờ. Sao nó đi đâu mà lại chẳng chịu về? Con gái mà đi đâu giữa lúc đêm khuya? Em biết tánh chị ba, hễ xong là chỉ về ngay, không chịu ở đâu lâu đâu. Chị lãnh đồ về tối mai mà lại không có sổ ghi ni tất. Chị phải lội mưa đi lấy đó. Chắc là tìm chưa gặp hay sao chứ. Nếu có thì dẫu mưa như vậy, chị ba cũng lội mưa về nữa. Chị không muốn ban đêm bỏ mặt em ở nhà một mình đâu. Phải mà, tao biết nó cưng mày lắm mà. Bởi nó cưng nó mới lo cho mày xối tráng hết rồi đó. Tại thấy em đau, chị ba lo thang thuốc cho em. Chứ em có đòi hỏi gì chị ba đâu. Mày không đòi hỏi mà mày rên mày khóc còn quá cha là đòi hỏi nữa. Tại chị ba thương em. Chứ anh ai không thấy, có khi chị ba mua thuốc về, em thấy chị ba khổ quá, em nói thôi chị ba, chị đừng có lo cho em nữa, em không uống thuốc. Chị ba khóc năn nỉ cho em uống chứ em có muốn vậy đâu. Thì tao cũng vậy. Mày cũng thấy cái bữa mà tao lên cơn đó, con Quyền nó đưa tiền, tao nói là để tao can đảm hy sinh,
tao không lấy mà nó cũng khóc răn nỉ kêu tao lấy vậy đó. Phải rồi, tại chị ba thương mến anh em, thương nhiều lắm, tốt xấu gì chị ba thương hết, bản thân mẹo dậu chị cũng không than. Miệng anh em vui là chị vui. Tao biết vậy nên những lúc tao cần tiền nó chạy lo là không muốn thấy tao buồn. Bởi vậy lúc nó đưa tao tiền tao lấy là cho nó vui. Anh nói vậy mà nghe được sao anh hai? Chị ba thương mình phải thương lại chị ba. Đừng nên đòi hỏi chị ba nhiều, hoặc là phải giúp đỡ cho chị ba. Ê, mày là em tao hay là bà nội mà lên lớp dạy tao cách ăn ở trong đời? Trời ơi, tao không đợi nổi nó rồi. Mày có tiền đưa cho tao đi. Anh hai, anh cần bao nhiêu? Chị ba có cho em 10.000 bỏ túi nè. Trời ơi, 10.000 làm con mẹ gì? Chứ em có làm gì đâu mà có tiền nhiều. Chứ tiền Quyền đưa mày đi chợ mấy tháng nay mày không có giếm sao? Sáng chị ba đi chợ về bỏ đó cho em. Chị ba mới đi làm, em đâu có đi chợ. Chà, mày nói là nó cưng mày lắm mà sao nó xài kỹ vậy? Sợ em đi chợ ăn lời cho nên nó dành đi hả? Không phải đâu, chị ba sợ em mệt vì em bệnh, chứ đâu phải chị ba sợ em ăn lời. Nhưng mà chị ba có hà tiện dành dụm là để lo cho anh em mình, chứ có lo cho ai đâu. Thôi tao không nói chuyện đó nữa. Tao muốn nói là tao cần tiền. Tao cần 100.000 hay là ít nhất là cũng là 50.000, hoặc là tệ lắm là 30.000. Mày có ông đưa cho tao đi. Em nói em chỉ có 10.000 hả? Anh hai cần thì lấy đi. 10.000 không đủ tao chùi. Trời ơi, tao kẹt tao mới chạy về nhà kiếm nó, chỉ mà nó đi đâu không biết nữa. Trời ơi, giết tao chết đi mà. Chị ba bị anh em mình báo, chị mới chết chứ. Có cái sắp hàng này bán đỡ cũng 100+ à. Ê, không có được, anh hai không có được. Sắp hàng này mai áo cưới cho khách đó anh hai. Thôi, được rồi, còn Quyền về mày cứ nói là tao lấy sắp hàng này đi nha. Em nói không có được mà, anh hai không có được lấy. Buông ra. Anh hai, không có được lấy, không có được lấy. Không được mà anh hai. Anh hai. Anh
hai ơi, chị ba ơi. Lan, Lan, trời ơi, sao em vậy nè? Lan, Lan ơi Lan, sao em phải lội trong mưa? Em đi đâu vậy? Tỉnh lại đi em, đừng bỏ anh mà, đừng bỏ chị ba em mà, tỉnh lại đi em. Lan, Lan, em đã tỉnh rồi phải không? Anh hai, anh hai, anh về kiếm tiền, anh hai về kiếm tiền, không có chị ba ở nhà, anh lấy sắp hàng của chị ba mai cho người ta. Anh đã lấy sắp hàng của chị ba mai cho người ta rồi. Đền chết anh Tài ơi. Nín đi em. Vì vậy em mới chạy theo đòi lại, nên mới bị ngất xỉu trong mưa chứ gì. Trời ơi Vũ, mày là thằng khốn nạn mà. Tại sao nó lại nhẫn tâm như vậy được chứ? Thì anh cũng nói, kẻ nghiện ma túy có chuyện gì mà không dám làm đâu. Em à, em thấy sao? Hay để anh đưa em vô bệnh viện nha. Không cần đâu. Chị, chị ba em về chưa anh? Chị ba em sắp về, chắc chắn là sắp về. Em phải ráng nha. Anh Tài ơi, em sợ, em sợ em không ráng nổi, chờ chị ba em về được quá. Được. Anh Tài ơi. Được mà, được mà. Quyền ơi, em về trước anh, mà sao giờ này em chưa tới nhà? Lan, vậy nếu, nếu em không đợi kịp chị ba em về? Không, không, em phải đợi, đợi chị ba em về, và phải đợi anh thổ lộ lòng anh cho em nghe nữa chứ. Em biết, em nhớ mà. Tại em còn bệnh, em không muốn làm cho anh khổ thôi. Em nhớ gì? Em nhớ. Không, em hãy để cho anh nhắc em nhớ. Ngày anh sắp bỏ xứ đi xa, có lần anh thấy em ẵm một con búp bê em ru. Tuy bắt chước người lớn, mà đôi mắt em chìm đắm thiết tha. Anh mỉm cười bảo em phải lớn hơn, và phải có chồng em mới có con. Rồi em nói, lớn lên nhất định em sẽ làm vợ của anh. Mười năm xa rời anh vẫn nhớ không quên, coi như lời kết ước, như thi nhân đổ mục đã hẹn mười năm. Cùng một cô gái tuổi dần còn thơ, sẽ tìm cô ta nên nghĩa châu trần. Tuy lời nói thơ ngây của những ngày trẻ dài, chân chữa trị em thấy giảm thuyên. Em cũng mừng
thiên em thầm nỗi mơ ước tương phùng. Trong tim em cũng thầm reo cung tình khúc. Anh ơi đâu ai ngờ được, chỉ tới đây thôi mình lại chịu chia lìa. Không không, xin ly đã hơn 10 năm chưa đủ thương nhớ đớn đau sao mà em đòi từ bi. Đổ một xưa đã hẹn mà quá 10 năm mới trở lại, thì cô bé năm xưa đã du quy khăn gối theo chồng. Còn anh thầm hẹn đúng 10 năm trở lại thì vui hơn được chờ đợi tương phùng. Cô bé năm xưa giờ đây đã trưởng thành khôn lớn, anh chỉ còn lo góp phần than thuốc chăm lo. Mắt môi này ngày xưa chỉ có ngây thơ, giờ đã biết ướp thêm hương mật mới. Trời ơi, không lẽ người xưa chỉ đau đớn sinh ly, còn anh lại phải cứu mang niềm đau vĩnh quyết. Anh làm ơn lấy cái hộp cất trong hộp bàn giùm em đi. Nè, hộp này em đựng gì vậy? Không lẽ là nhẫn cưới em đã nhận của ai? Anh nhớ không, hồi đó anh lấy tàu dừa anh hết và đeo vào tay em chiếc nhẫn này nè. Rồi anh lại ra đi biển biết chẳng tin về. Trong tiềm thức tâm cảm siêu linh em còn cất giữ cho tới bây giờ. Thở còn thơ ấu em đâu biết gì đính ước, mà giữ như nhớ thương xa vắng một người thân. Rồi theo thời gian tình cảm cũng lớn khôn, tưởng tình huynh muội biến thành tình yêu son sắt. Tìm một chiếc hộp đựng vàng em cất giữ chăm chút từng tiêu như sinh lễ cầu hôn. Trời ơi đau đớn quá Xuân Lan ơi, tuy gặp nhau chưa kịp nói một lời nào mà tâm cảm siêu hình mình đã yêu nhau. Đành hẹn kiếp sau, tưởng trời thương cho mình được tương phùng. Lại nhờ anh trân chăm sóc, bệnh tình em lại giảm thuyên. Em thầm mong cho bình em mau lành, để em hạnh diện mà nổi tiếng. Đừng bỏ anh đi em gái ơi, quen ố khăn hồng nước mắt rơi. Có ai cho mượn dao vàng sắc cắt gối tương tư để nhớ người? Anh Tài ơi, sao chị ba em lâu về về anh. Xuân Lan, tên lại đi em. Xuân Lan, Xuân Lan, Lan ơi, trời ơi, em tôi sao vậy nè? Anh Tài ơi, Lan, Lan ơi, Lan. Em Lan chạy rồi ngất xỉu trong mưa. Lan,
Em đi đâu để bị ngất xỉu trong mưa vậy? Chị ba ơi, anh hai về lấy sắp hàng chị mới cho khách đi bán rồi. Bán rồi em chạy theo đòi lại không kịp nên em bị ngất xỉu. May nhờ có anh Tài ẵm em. Em ơi, về đây chị ba ráng tìm anh hai đòi lại sắp hàng nghe chị ba. Em như vậy mà chạy tìm anh hai chi, mà có tìm gặp anh thì anh cũng đã bán đâu còn em ơi. Rồi làm sao chị đền cho người ta? Chị lại người ta thôi em mà. Trời ơi, sao anh hai anh ác quá vậy? Anh cứ theo phá chị ba hoài. Trời ơi, Lan, trời ơi, máu của em tôi. Lan ơi, đừng giận cũng đừng hờn, hãy ráng mà lo trị bệnh em ơi. Lan ơi, đừng làm chị sợ. Lan ơi, Lan. Ba ơi, anh hai với em, hai anh em làm khổ nhục chị ba nhiều. Đừng Lan ơi, đừng nói vậy. Được lo cho anh hai và em, dù khổ nhục nhiều chị cũng vui. Nếu rồi ra là chỉ buồn chỉ khổ em ơi. Chị ba, em mệt lắm chị ba ơi. Chắc từ nay chị em mình dẫu có thương nhau cũng đành ly biệt. Lan, chị cấm em không có nói vậy. Em không sao đâu, chị tin là em của chị sẽ khỏe mạnh, em sẽ hết bệnh, sẽ sống với chị suốt đời. Chị sẽ cố gắng làm rất nhiều tiền lo cho em, bù đắp lại tất cả cho em. Chị sẽ đưa em đi đây đi đó, em sẽ không thua ai hết, bù đắp những ngày bệnh hoạn của em. Chị, anh vừa lòng chưa?
anh hạ dạ chưa? Anh đã giết nó, chính anh đã giết em ruột của mình rồi anh hai ơi. Quỳnh ơi, anh ân hận lắm. Tội lỗi của anh bây giờ chỉ có chết mới mong gột rửa. Sau cơn vật vã đêm đó, anh đã định lao đầu xuống dòng nước mênh mông để vùi chôn một cuộc đời tội lỗi. Nhưng anh nghĩ mình chết là yên phận mình rồi, yên phận của một thằng đàn ông yếu hèn vô dụng. Chỉ thương em ở lại một mình bơ vơ khúc côi, suốt tuổi xuân thời đau khổ nhiều rồi, quằn vai gánh nặng gian truân. Mắt em thơ dài nỗi sầu chưa vơi đã khóc anh. Cuộc đời của tôi thôi thế đành rồi, chớ nên trở lại gây điều tang thương xót xa. Quyền ơi, anh muốn trở lại đây để quỳ dưới chân em với lòng ăn năn sám hối, bỏ lại sau lưng một quãng đời tội lỗi, nhận chút vị tha để cho anh làm lại kiếp con người. Quãng đời còn lại anh sẽ trả cho em tươi thắm nụ cười, mang nặng hành trang là nghĩa tình ân nợ của hai đứa em khờ đã hết già thương anh. Hãy cho anh tìm lại chút ngày xanh hồn trong trắng với tình thương và trách nhiệm, mượn thời gian để kiếm tìm bạn thiện như thuở sơ khai vừa bật khóc chào đời. Rồi lớn lên với hoa cỏ tinh khôi, anh ngẩn mặt nhìn đời chân bước tiếp, trở về bên em như ngày xưa, kỷ niệm cho hai chữ thâm tình lại cao đẹp thiêng liêng. Anh hai, anh nói thật. Anh nói thật. Vì sống như anh lâu nay có khác gì đã chết. Và thằng Vũ ngày xưa từ bây giờ sẽ chết, chết một quãng đời tủi nhục trong quá khứ. Anh sẽ đi tìm lại chính mình, rồi sẽ trở về trả lại cho em một người anh sáng đẹp như hồi anh em mình vừa mới lớn. Quyền, em có tha thứ cho anh không? Anh hai, nếu mà được như những lời anh nói, chẳng những em mà em tin rằng vong linh của em Lan cũng sẵn sàng tha thứ cho anh, tha thứ tất cả anh hai à. Đi đi anh, đi đi, em chờ anh, em chờ anh, em tin ở anh. Đi đi anh hai. Quyền em, anh hai, anh xin cảm ơn em. Anh sẽ trở về, anh sẽ về với em. Quyền, anh hai, em mừng lắm. Anh hai ơi.
Cô Quyền. Cô Quyền. Dạ. Chào bà chủ. Dạ, mời bà chủ ngồi. Được rồi. Tôi với bà Phụng, với cô Loan cùng toàn thể gia đình cô Loan dự lễ tốt nghiệp của thằng Trân mới về. Chắc cô biết chứ. Dạ biết. Vừa về tới thì tôi đi công chuyện với thằng Tài. Tôi mới được biết em gái cô mãn phần. Tôi tới để chia buồn với cô. Dạ, cảm ơn bà. Chà, nhà cô đơn chiếc quá hen. Không biết sắp hàng may áo cưới cho khách cô đã may xong chưa? Chứ hoàn cảnh cô như vậy á, tôi không dám ép cô. Mà sợ trễ với khách á, thì mất uy tín làm ăn lắm. Bà ơi, xin bà thương con. Hoàn cảnh của con, thưa bà, anh hai con về lấy sắp hàng đem bán mất rồi. Trời ơi, em con gì vậy mới phải chịu bất hạnh này đó bà ơi. Thôi thôi thôi, trời ơi, vậy là chết tôi rồi. Hàng đó mắc lắm, đền người ta nặng lắm, còn làm sao mai kịp cho người ta nữa. Trời ơi, sao hại quá vậy cô Quyền. Con lại bà, xin bà thương con. Một mình con mà trong một lúc phải đón nhận nhiều tai họa giáng xuống đầu con. Tại anh hai của con đã lấy sắp hàng đó. Mà em lang con chạy giành lại sắp hàng, lặn lội giữa mưa dầm. Em con vốn lao xuyến lâu ngày, còn bị te ngất trong mưa. Lúc đó con ở nhà mai, gặp ông toan cưỡng ép con, xé áo con rách, da con trầy. May anh Tài tới kịp cứu nguy. Trời ơi, thằng khốn kiếp, già dứt xàm sở dâm loạn, vắng tôi là nó quang đàn. Tiệt đồ xuất vật giả mang. Bà ơi, vì cảm lạnh em con phải nhắm mắt ly trần, mong bà thương cứu một lần. Ngàn năm con vẫn mang ơn. Ý cha cha, cô nói bộ. Mà thằng chồng tôi nó cưỡng hiếp cô thiệt hả cô? Dạ thiệt mà. Con năn nỉ lại lục ông, ông cũng dùng bạo lực. Ông chồm tới xé áo con. Trời ơi, thôi thôi thôi. Mà ông có dạ, lúc đó mai có anh Tài về cất xe kịp cứu con đó bà. Nghĩa là cô cũng chưa sao phải không? Dạ. Hoàn cảnh cô tôi thấy cũng tội. Thôi, tôi sẽ mua sắp hàng khác đền liền cho người ta và lo an táng cho em cô. Nhưng mà cô phải nghe lời tôi, cô chịu không? Dạ, con đang nghe bà đây. Bà muốn gì bà cứ nói. Tôi nói cô nghe, ông nhà tôi sanh chứng, sanh tâm sằng bậy với cô. Việc đó cô cứ để tôi xử ổng. Nhưng tôi xin cô đừng bao giờ đem chuyện xấu xa đó mà nói cho ai nghe. Giữ giùm tôi danh giá gia đình. Phần tôi phải liệu lo cho tiền bù đắp cho cô. Thưa bà, nếu đêm mưa gió chẳng may con mất cả
con gái ú quen rồi, bao nhiêu bù đắp đổ cho con. Tôi nói cô chớ lo, tôi sẽ xứng đáng đền bù. Đây nè, cô cầm tạm số tiền này mà lo cuộc sống mai sau. Sau đây á, tôi cũng muốn nói với cô, thằng Trân con tôi nó rất lạc lòng với cô. Tôi thấy nó có cảm tình dường như là tình yêu. Thưa bà, đúng là anh Trân có yêu con, nhưng con luôn xét phận mình. Cô biết nghĩ vậy là tốt rồi, chứ cô làm sao mà xứng đáng. Phận cô đâu làm sao so sánh, làm vợ thằng Trân với cô Loan. Hơn nữa chuyện xấu đã xảy ra, đâu còn gì mà ham. Bà nói đâu còn gì, có nghĩa là sao chứ? Có phải ý bà muốn nói là bà không tin tôi còn trinh trắng trong đêm mưa gió đó chứ gì? Bà ơi, nếu cần phải hy sinh cho người yêu có hạnh phúc, tôi có thể cắn răng lìa xa người yêu, chứ không thể để cho ai khinh bà. Tôi xin bà. Cô Huyền, bà cứ yên tâm, tôi thuận theo số phận. Em tôi coi như đã yên, tôi sẽ ra đi, đi xa khỏi nơi này, đi để cố tìm quên. Quên, quên, quên hết. Bà cho tôi gửi lời anh Trân, chào vĩnh biệt anh. Tình anh tôi sẽ quên, còn ơn không quên được. Xin chúc mừng, chúc mừng anh vui đẹp đắc đại tiểu đăng khoa. Cô Huyền, tôi nhìn vào cặp mắt sắc lạnh và vẻ đớn đau khô cứng trên nét mặt của cô mà tôi lo sợ. Mọi việc sắp tới ta tạm thời đừng bàn tới. Bây giờ liệu cô có thể đứng vững được không cô? Cảm ơn bà có lòng đối tưởng, nhưng xin bà đừng lo. Cuộc đời tôi với nhiều lần ngã quỵ, vậy mà tôi vẫn đứng lên nổi mà. Nhưng lần này kìa, cô Quyên, lần này em tôi chết, còn ai để tôi chăm lo? Tôi đâu còn niềm vui nào để mà tôi đủ sức gượng dậy, và không biết gượng tới bao lâu nữa. Nhưng dù cho tới bao lâu, tôi cũng phải ráng, ráng lo cho xong mọi việc, tôi mới chịu ngã. Mà cho dù tôi có ngã, tôi cũng phải ngã về phía trước, ngã về phía trước. Thưa bà, xin bà về cho. Cô Quyền, tại sao em đang lâm cảnh nguy nan mà lại chẳng chịu cho anh được cùng em chia sẻ? Tại sao vậy? Tại sao vậy hả Trân? Má ngồi đợi con nãy giờ, con không nhìn thấy má sao con? Má đã nói lại chuyện hôn nhân của con, má đã quyết định rồi. Con Loan nó đang chờ con, rồi lời hứa giữa hai gia đình với nhau nghe con. Nhưng con cũng đã nói rồi, con không yêu Loan. Cưới vợ là cưới cho con, chứ không phải cưới cho má. Mà má cứ bắt buộc con phải lấy người mà má chọn. Con đã trưởng thành rồi,
chúng con có thể từ kết hôn. Trân, con nói vậy là nếu cha mẹ có muốn gì để lo cho con cũng mặc kệ chứ gì. Như vậy là con không còn coi ba má là gì nữa phải không con? Con chỉ nói với má thôi, còn ba thì con đã biết hết rồi. Mà con không nói vì con sợ phải nói những lời bất hiếu. Má đừng ép buộc con nữa. Như vậy là con cũng không muốn bất hiếu. Vậy má hỏi con, con hãy trả lời cho thật lòng, thật lòng thật dạ được không? Dám không con? Con dám. Anh Trân, đừng anh, về đi. Coi như là mình không duyên không nợ, đành thôi anh, về đi. Tại sao ta không cố gắng cho trọn vẹn cuộc tình này chứ, mà tại sao phải hành hạ nhau chi cho khổ cực vậy? Phải giành được cho được tình yêu này để anh trả lời với má anh, mà anh tin là rất thành thật. Sẵn cho em nghe luôn, để em hiểu được bụng của anh. Thưa má, con đã sẵn sàng. Được, nghe má hỏi. Nếu bây giờ má với cô Quyền cùng té xuống giữa dòng nước lũ thì con cứu ai trước? Con nói đi, đừng giả dối theo thủ tục luân lý dởm nghe con. Vâng, con không nói theo công thức đâu. Thưa má, má hãy nghe đây. Quyền, em hãy nghe anh trả lời thật lòng nè. Thưa má, nếu chẳng may má với em Quyền cùng té xuống dòng nước lũ thì dĩ nhiên con phải cứu má trước. Có thật không con? Thưa má, rất thật. Nhưng sau khi con cứu má xong thì con quay lại nhảy xuống theo dòng nước đó, để được cùng Quyền tìm về chính suối cho trọn câu sanh tử vẹn chung tình. Má nhìn đi, Quyền đang mang một trời đau khổ riêng chịu một mình. Lại má một lại trước thay lời tạ tội. Nếu mai này con vì tình mà xa mẹ xa cha, chúng con lớn không đủ Quyền lo liệu tương lai. Ba má có tiền thiếu chi người hầu hạ, tấm lòng con yêu dẫu xa xôi vẫn không quên cha mẹ. Ngày nào ba má thật lòng thương tụi con sẽ quay về. Trân, ba má chỉ có mỗi một mình con, là con trai duy nhất. Con ra đi là định bỏ cái tài sản thừa kế này cho ai? Gia tài của ba má thì tùy ba má định liệu. Gia tài của riêng con còn lớn hơn nhiều nữa kìa. Gia tài gì? Mới ra trường mà gia tài gì hả con? Gia tài của con hiện con đang lo gầy dựng là to lớn lắm. Bao nhiêu tiền của bảo ngọc trân châu cũng không thể sánh cho bằng. Ảo mộng. Đó là vợ con cùng một trời yêu thương gầy dựng gia đình. Từng chén nước bát cơm cũng đều là hạt ngọc chắc chiêu từ yêu thương sâu nặng của vợ con. Tích tụ lại gom thành một núi vàng son, chồng chất hào quang tỏ từ một đời yêu thương tận tuệ. Má thật lòng thương con, đừng buộc con chống phụ. Quyền cao kiết tinh khôi không định được bằng tiền. Trời ơi con tôi, anh Trân, Trân ơi, em cơ.
ơn anh đã dành cho. Chân tình cũng đủ an ủi tâm tư, mai này dù xa cách sẽ là kỷ niệm không quên. Một đời tao ngộ tri âm, em nghĩ không uổng phí kiếp này. Quyền ơi, không xa nhau được, dù khổ kề gươm, anh thề cùng em vẹn chữ dung tình. Ai nghe con tôi nói vì tình mà bỏ mẹ xa cha, sứ đời nước y mắt chảy xuôi, lo cho con lại căm hờn. Một đời con không bao giờ giả tâm bất hiếu, nếu má đừng ép buộc thì mẹ con đâu phải chia lìa. Lòng dình câu chung thủy, má cũng nguyện cầu cho con được đi tội. Má, thật hả má? Anh Trân ơi, em đã quen sống một đời phụng sự, nếu mất không còn em sống có gì vui. Em không hề cao ngạo rằng em từng sống hy sinh, anh hai em dưới xuân lan từ lâu em mang ơn họ. Được cực khổ chăm lo chính là niềm hạnh phúc, nay mất hết đi còn chi em sống bây giờ. Em đừng lo, rồi em cũng có phần tiếp tục chăm lo, săn sóc chồng con để dung bồi hạnh phúc. Ai hiểu được niềm vui tuyệt vời cao khiết của người đàn bà là được phụng sự cho người thân. Anh Trân, em cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã cho em niềm hạnh phúc. Em Trân, anh yêu em lắm. Em là niềm hạnh phúc nhất của anh. Lòng thương nhớ hoài, tình này không hề nhạt.